Rồi em xin chào cả nhà. Nay đi thăm bảy cả nhà, vừa mới tới điểm luôn à. Giờ đi vô thăm khách đầu tiên cả nhà. À, theo em trải nghiệm. Với cả nhà coi video thấy có hay có mến cho em một lượt like, một lượt đăng ký cả nhà, ủng hộ kênh em cả nhà. Còn ra video nhiều nhiều hay hơn cả nhà. Em thấy con chuột nè. Con chó luôn cả nhà ơi. Con chó luôn. Đó. Một con. Cái bên này luôn. Dính không? Ừ, dính luôn. Quá phơi luôn. Chà vá mặt rồi lù luôn cả nhà ơi. Đây còn mấy cái này nè. Cái này không dính này. Hy vọng không? Cái cây. Sắp bay. Con chó luôn cái này. Ôi giời. Kẹt tôi. Đó. Chắc phải con chuột không? Đó. Kẹt đuôi. Con cá báo luôn cả nhà. Đây. Chặn thêm con nữa. Đó. Rồi, tới điểm luôn cả nhà. Đây là con chuột cơm. Quá ngon quá anh em ơi. Ú. Tới điểm luôn cả nhà. Nãy giờ ở vòng vòng đây người ta hát nhạc cả nhà, em không có quay được. Đợi ngừng cái em quay cả nhà. Dính này nè. Rồi tới điểm luôn cả nhà. Đây. Làm chuột cơm mini. Cái đồ này em đặt tục khác cả nhà. Bên đây còn cái quay đầu nữa hay gì á. Đây dính luôn nha. Quá dữ. Nó mập. Đài dính luôn. Đó. Đây chục con chà bá luôn.
đây đây đằng nhỏ. Ủa cái lồng đâu ta? À nó nằm dưới kia kìa cả nhà, nằm mép bên đây. Nó đẩy qua tới bên đây luôn. Đây dừa, đây ta trồng dừa không mà cả nhà, thiếu trồng phải mì hôm nay còn cái nữa hết điểm rồi. Còn qua bên kia một cái hàng dính nè, đó 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 một con. Đây đuôi vô xong vô mày. Đây thêm con nhỏ kẹt đuôi chả thả luôn. Đây thêm con nhỏ đi. Trong đây còn một cái nữa hết điểm mày. Rồi cái này thấy chết rồi. Thôi dừng luôn cái nhai. Hết mồi. Rồi tới điểm luôn cái nhai. Điểm này điểm cuối rồi, 20 cái. Không biết sao. Đây đây đây. Sắp rồi, cái đầu tiên nha cả nhà. Đó làm thêm con chuột cơm. Đây đây còn chục con trả luôn. Ngoài nãy anh đi thăm như có người lấy em hết một cái rồi. Dừng luôn cái nhai. Đây còn chục con trả bá luôn. Đây còn cái nữa nè.
cái này thấy không dính rồi, mà hết mồi, phun quá phun à. Đây nã không, như ngoài kia có người lấy em hết cái mà xóa dấu luôn cả nhà. Ở này lật lột luôn, ấy thiệt, cho anh tổng thành quả luôn cả nhà ơi. Cho anh tổng thành quả luôn cả nhà ơi. Nay đi được như đây à, xa quá mà đi được như đây lỗ rồi. Ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 con cả nhà ơi. Ngày lỗ rồi, mắc hết cái bẫy nữa, nó lấy cái bẫy xong rồi cái nó xóa dấu luôn cả nhà, mà cái dấu vẫn còn. Ok, cuối video của nhà coi video có hay cũng mến cho em một lượt like, một đăng ký kênh cả nhà ơi. Em tranh thủ em về nè cả nhà, xa tại đường xa cả nhà ơi. Bye cả nhà.